Video này mình test cho anh em mình súng bắn đinh bê tông nhá. Đấy, hàng này bên mình mới về hàng luôn. Anh em có thể thấy bắn đinh bê tông tường rất là ngon. Dòng này chuyên bắn cho anh em mình đinh 10 này, đinh 15 và đinh 18 nhá. Bây giờ thì mình sẽ test bắn đinh gỗ cho các bác xem nhá. Đây là đinh gỗ bắn trên gỗ nhãn này. Đấy, gỗ nhãn là một loại gỗ rất là chắc rồi. Đấy, bắn thì vẫn hết đinh luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện lợi cho anh em làm nội ngoại thất nhá. Vừa rồi em đã test cho anh mình con máy súng bắn đinh này của hãng Starker nhá. Cực kỳ là khỏe luôn các bác ạ. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng đinh cho anh em mình là đinh 10 này, đinh 15 và đinh 18. Đinh là đinh bắn bê tông các bác nhá. Đấy, rất là tiện lợi cho anh mình thi công nội ngoại thất. Thì con này sử dụng chân bi phổ thông này. Nếu bác nào mà đã có pin rồi thì anh mình mua một cái thân máy không thôi. Thân máy giá rất là rẻ nhá. Đấy, chỉ có 1.350.000 một thân, miễn phí vận chuyển thôi các bạn. Đấy, nhận hàng các bác cũng được test thử ok thanh toán. Bên em sẽ kèm cho anh mình là đinh này, đinh ST này. Đấy, về các bác bắn vào bê tông, bắn vào tường và bắn vào gỗ thử luôn nhá. Ok mới nhận. Đấy, ngoài ra nhá, anh em nào mà chưa có pin thì em nên cho em mình thêm một cái combo, một quả pin 15 cell đóng bên em nhá, pin đóng các bác nhá. Có đèn báo pin này, chân pin phổ thông này, combo này giá chỉ có 1.600.000 mà còn kèm cho em mình thêm một cái sạc nữa. Nhận hàng các bác cũng được kiểm tra hàng, thử hàng ok thanh toán. Hàng thì bên em sẽ bảo hành cho các bác 12 tháng chính hãng nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Anh em nào mà có nhu cầu về dòng súng bắn đinh bê tông này thì hãy để lại thông tin ở phía phần bên dưới nhá. Cảm ơn các bác xem video, chúc các bác nhiều sức khỏe.